Trang Trần nói Hồ Văn Cường sắp bị đuổi khỏi nhà Phi Nhung. Trang Trần cho biết, nếu không có Phi Nhung bao bọc, Hồ Văn Cường đã bị quản lý và công ty đuổi từ lâu. Khuya mùng 9 tháng 10, Trang Trần livestream hỏi chuyện tiền nong với mẹ con Hồ Văn Cường, sau khi CEO nổi tiếng yêu cầu quản lý Phi Nhung trả 200 triệu tiền thưởng lẫn cáp C 5 năm đi hát cho giọng ca trẻ. Trong clip, Trang Trần liên tục hỏi Hồ Văn Cường có ủy quyền hay nhờ vả nữ đại gia đòi tiền dùm không. Hồ Văn Cường không đưa ra bất cứ câu trả lời nào, chỉ cúi mặt và bấu ngón tay. Chỉ có mẹ đẻ nam ca sĩ nói vài câu, khẳng định không nhờ ai đòi nợ. Việc Hồ Văn Cường im lặng khiến cựu mẫu không khỏi bức xúc. Cô đã mắng chửi Hồ Văn Cường vô ơn với Phi Nhung, không biết bảo vệ khi mẹ nuôi bị người khác vu oan giá họa. Cho tới trưa nay, mùng 10 tháng 10, Trang Trần tiếp tục có những lời lẽ gay gắt với giọng ca trẻ. Trên sóng livestream, cựu mẫu khẳng định mọi người đã muốn đuổi Hồ Văn Cường ra khỏi nhà, khỏi công ty từ mấy tháng nay vì không ai chứa chấp loại vong ơn bội nghĩa. Tuy nhiên hết lần này tới lần khác, Phi Nhung luôn đứng ra bao bọc con nuôi. Bây giờ người ta chỉ mong xong việc bà Nhung rồi cũng tống cổ mẹ con thằng Hồ Văn Cường ra khỏi nhà. Không ai chứa chấp loại vong ơn bội nghĩa đâu. Lũ cuộn con chúng mày tưởng người ta giữ lại loại vong ơn bội nghĩa ấy. Chỉ có bà Nhung, người có trái tim bao la, mới tha thứ hết lần này tới lần khác. Chứ còn những người quản lý, công ty, người ta muốn đạp cái mặt nó từ mấy tháng nay ra đường rồi. Chỉ vì bà Nhung cứ thương nó, để nó trong nhà. Chứ công ty với quản lý muốn tống cổ nó đi từ lâu rồi. Ai có mắt, có não sẽ thấy được cái cần thấy. Vài trăm triệu là cái gì vậy các cưng? Dịch bệnh đuổi mày ra khỏi nhà cái gì cũng sai này. Dịch bệnh đuổi mày ra lại mang cái tiếng ép chết mẹ con mày ra khỏi nhà. Nhưng lúc dịch bệnh bà Nhung nằm viện mày vẫn im mồm, để cho người ta réo tên mẹ mày. Tụi bay tưởng nó hiền à, nó là con nít quỷ, cựu mẫu gai gắt. Trang Trần cũng khẳng định trước khi livestream tối mùng 9 tháng 10, cô đã lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra. Song chân dài vẫn quyết định làm, bởi nếu không lật mặt Hồ Văn Cường thì Phi Nhung còn bị các người chửi đến bao giờ. Đừng bao giờ nghĩ là người ta giữ mình để bào tiền, hãy xem tài năng của mình thực sự đến đâu. Trước khi hôm qua tao quay livestream đó, tao đã lạy bà Nhung, em xin lỗi chị vì đã không giữ lời hứa để im cho nó, bảo vệ nó. Chị luôn bảo vệ con chị, nhưng lời hứa lúc đó là chị còn sống, em cũng bảo vệ nó đến cả 3 ngày của chị. Nhưng chờ đợi nó đến giờ cũng không mở mồm một câu thì giờ chị về trách em cũng chịu. Hàm oan chị chịu suốt mấy tháng qua ai chịu cho chị. Trước khi bấm livestream đó, tao đã biết rất rõ chuyện này sẽ xảy ra nhưng tao vẫn làm. Bởi nếu không lật mặt nó ra thì bà Nhung còn bị các người chửi đến bao giờ. Nếu đàng hoàng, rõ ràng, và nếu như không phải là người đi thuê, đi nhờ, nếu như mày tin mẹ mày, tin công ty, sao không lên tiếng? Ai cướp tiền của mày, trong khi gia đình mày nói nhờ người ta giữ dùm? Không bị câm, không bị liệt, biết chữ, ai ăn được tiền của chúng mày? Trang Trần gay gắt với giọng ca trẻ.